Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, Agribank luôn tiên phong trong việc thực thi chính sách của Đảng, Nhà nước về tiền tệ, ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng trong COVID-19. Năm 2020, Agribank đã có 7 lần giảm lãi suất cho vay, trong đó có 4 lần giảm lãi suất đối với các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank. Trong COVID-19, MBBank đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt, vừa thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng. Trong 5 năm tới, MBBank tiếp tục theo đuổi phương châm tăng tốc số, đột phá bán lẻ, an toàn, hiệu quả nhằm lọt vào top dẫn đầu về ngân hàng số tại thị trường Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Vượt trên COVID-19, Sacombank tiếp tục tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trọng yếu năm 2020. Năm 2021, Sacombank tiếp tục đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu, đẩy mạnh phát triển nền tảng công nghệ số. Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. 8 tháng đầu năm 2021, VN Direct có tổng tài sản tăng gần 80% và lợi nhuận sau thuế vượt 40% kế hoạch được giao. Phát huy thành công, VN Direct tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn vốn dồi dào, ổn định, tối ưu chi phí, hoàn thiện dịch vụ, đảm bảo an toàn đầu tư cho mọi khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank. HDBank đã ghi nhận những bước chuyển đổi số mạnh mẽ trong các hoạt động kinh doanh và vận hành, tạo nền tảng tiến trở thành ngân hàng số hàng đầu Việt Nam. HDBank xác định năm 2021 tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc chuyển đổi số, tự động hóa các quy trình trọng yếu, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông OCB. Giải thưởng Ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam 2020 do tạp chí quốc tế IFM trao tặng là nền tảng để OCB bứt phá về mặt chuyển đổi số bằng cách tập trung vào bảng bán lẻ, tối ưu hóa về công nghệ, đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, triển khai nâng cao hệ thống quản trị rủi ro. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á SeaBank. Sự đầu tư đồng bộ số hóa dịch vụ mang lại cho SeaBank những kết quả tích cực trong năm 2020. Trong thời gian tới, SeaBank tiếp tục kiên định với chiến lược hội tụ số và số hóa để đạt được mục tiêu phục vụ trên 5,2 triệu khách hàng vào năm 2025. Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long. Nhằm tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng, Bảo Long tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bên cạnh việc tiếp tục tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực quản trị điều hành. Với sự tin tưởng khách hàng và các cổ đông, Bảo Long tự tin sẽ chinh phục được các mục tiêu đề ra. Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam Vinari. Là nhà tái bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam, Vinari cung cấp các giải pháp dài hạn và các dịch vụ lĩnh vực tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng 6 tháng đầu năm 2021 vẫn chứng những kết quả hoạt động kinh doanh rất ấn tượng của Vinari. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji. Doji ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và giá trị thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Với tầm nhìn chiến lược, tiềm lực hùng mạnh, Doji đang dần khẳng định đẳng cấp thương hiệu quốc gia Việt Nam, sẵn sàng vươn xa trong khu vực cũng như trên thị trường quốc tế trong tương lai.